Hương chào tất cả các bạn khối 7. Chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 để chúng ta thực hiện tốt cái kỳ kiểm tra đánh giá. Đặc biệt là môn công nghệ chúng ta đang học. Thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tất cả tụi con ôn tập để chúng ta tham gia kỳ thi nghiêm túc và đạt kết quả cao. Nội dung của môn công nghệ 7 kiểm tra cuối kỳ gồm có hai phần. Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thì phần trắc nghiệm chiếm 16 câu có 4 điểm và phần tự luận gồm 4 câu 6 điểm. Trong buổi ôn tập này, thầy sẽ ôn tập cho tất cả tụi con phần tự luận. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Thứ nhất, em hãy nêu vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế Việt Nam. Thứ nhất, đó là cung cấp thực phẩm cho con người, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác. Thứ ba, xuất khẩu thủy sản. Thứ tư, tạo việc làm và tăng thu nhập. Và thứ năm, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia. Câu thứ hai, vì sao thức ăn lại ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thủy sản? Vì thức ăn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, thức ăn có chất lượng cao, làm thủy sản mau lớn, rút ngắn thời gian nuôi, làm tăng năng suất, sản lượng. Câu thứ ba, ngọc chai có giá trị kinh tế rất cao. Em hãy tìm hiểu để mô tả lại cách nuôi chai lấy ngọc. Ngọc chai có giá trị như thế nào? Và cách nuôi chai lấy ngọc ra sao? Cách nuôi chai lấy ngọc. Để có chai cho ngọc, người nuôi phải trải qua ít nhất 3 giai đoạn. Đó là giai đoạn nuôi vỗ, giai đoạn nuôi cấy và giai đoạn nuôi dưỡng. Sau đó sẽ thực hiện cấy ghép mô tế bào và nhân vào xoang màng áo ngoài của chai. Sau khi cái ghép xong, chai được cho vào bể chứa, cố định trong túi lưới chồi treo xuống ao. Ngọc chai có giá trị đó là làm trang sức, làm đồ trang trí, đem lại nguồn giá trị về kinh tế, mang ý nghĩa phong thủy. Gia đình bạn Minh ở Bến Tre có đất rộng, điều kiện tự nhiên rất phù hợp để nuôi tôm sú nên đã cải tạo ao nuôi tôm. Sau một thời gian nước ao chuyển thành màu vàng cam và làm tôm chết hết. Em hãy vận dụng những hiểu biết của bản thân để giúp bạn tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Nguyên nhân đó là nước bị nhiễm phèn do hàm lượng sung phát cao. Cách khắc phục đó là tụi con bón vôi vào đáy ao nuôi để tăng độ pH, giảm phèn tuy nhiên cần bón vào buổi chiều mát thì nó có mới có tác dụng cao. Câu thứ tư. Em hãy nêu vai trò của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế Việt Nam. Vai trò của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế Việt Nam đó là cung cấp thực phẩm cho con người, cung cấp sức kéo như trâu, bò, ngựa, phục vụ cho việc canh tác, tham quan du lịch, cung cấp phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Cung cấp nguyên liệu như lông, da, sừng, xương cho các ngành công nghiệp nhẹ. Câu tiếp theo. Trong những năm vừa qua, nghề nuôi tôm ở đồng bằng Nam Bộ khá phát triển. Thấy nuôi tôm có lợi, nhiều gia đình đã phá rừng ngập mạnh ven biển để làm đầm nuôi tôm. Theo em, cách làm như vậy đúng hay sai? Vì sao? Thì tụi con biết đây là một cách làm không bao giờ đúng. À, vì thiên nhiên là do trời ban tặng. Mỗi loại động thực vật trên trái đất đều được sinh sống Rừng ngập mặn thì đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Thân, cành và rễ của rừng ngập mặn đóng vai trò Là cái rào cản giúp giảm ảnh hưởng của ngập lụt sóng gió mạnh Thì tôi con thấy là bây giờ ngày càng biến đổi khí hậu Thì lũ lụt càng ngày càng nhiều đó. Rồi bởi vậy do đó là rừng ngập mặn là bảo vệ con người nhà cửa đồng ruộng khỏi thiên tai báo lũ sóng chiều bởi vậy đây là những cái lý do mà chúng ta phải quý trọng và giữ gìn chúng. Rồi câu tiếp theo. Gia đình bạn An ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh có đất rộng, điều kiện tự nhiên rất phù hợp để nuôi cá chép. Một thời gian nước ao bỗng nhiên chuyển thành màu đen và cá chết rất là nhiều. Em hãy nêu nguyên nhân và cách khắc phục giúp gia đình của bạn. Nguyên nhân thì tụi con thấy là đó là do chứa nhiều chất hữu cơ phân hủy thức ăn dư thừa nên gây ra nhiều khí độc là cho gia đình cho ăn nhiều quá đó. thì biện pháp đó là tăng cường oxy và men vi sinh đáy để khử độc H2S rồi có một câu tiếp theo đó là người ta hỏi là nếu gia đình em tham gia hoạt động nuôi thủy sản em hãy vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân em sẽ nuôi loại cá tôm nào để đạt hiệu quả cao và hãy giải thích lý do em chọn loại thủy sản đó thì hãy gợi ý ha đó là kết hợp trồng lúa và nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa vì như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được diện tích nuôi tôm từ việc sử dụng ruộng lúa sẵn có thêm nữa thì sẽ cung cấp được một phần thức ăn sẵn có như động vật thủy sinh có sẵn trên ruộng lúa như là cá tép cua ốc hến và như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí rất lớn. Thưa tất cả các con, buổi ôn tập của chúng ta đã kết thúc. Chúc các con thi tốt và chúng ta thi cách nghiêm túc. Chào tất cả các con.